Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại thì anh em bên xưởng kẽm của mình đang giao hàng, thì mình sẽ quay cho anh em cùng bà con mình xem luôn nha. Hiện tại là mình đang giao lòng thỏ nha anh em. Lên xe rồi là của tài xế, mình không quan tâm. Cho tài xế ná thở luôn. Tiếm kỹ rồi về dư ổng điện tao nữa đó. Ổng điện mang vốn luôn á. À. Ổng bính mấy ly rượu chắc chết luôn á. Rồi. Nhiều ký. Rồi xong để xui á bệnh. Trời ơi có nhiều. Ủa còn chở gì nữa hả? Trời vậy để xui đi. Rồi quắt cân, quắt cân, quắt cân rồi. Quay xuống sắp đi. Mấy xuống sắp là đủ. Rồi. Như là đáy dắt chuồng thỏ. Mét 2. Kiếm kỹ nha chú. Đạt phụ nha bà. Rồi điểm đáy lại đi anh Bình. Đại lý mà để đâu sợ đâu. Ui. Có sắp 5 có sắp 6 á. Hình như là 4 sắp 5 với gì đó. Rồi, còn cái này là dách. Này là dách. Đếm lại cho kỹ đi. Đếm lại cho kỹ đủ qua đá chưa? 30 tấm đá. Nắp nha anh em, nắp 20-60. Lồng sinh sản có mang. Ủa này lồng sinh sản có mang cỏ không? Không. Không mang cỏ mới có cái nắp 60. Có mang cỏ thì nó là dách nắp 50. Đúng không? Ừ đúng rồi. Hợp lý. Rồi nè. Này máng cỏ không? 32 năm nè. Đã nó không có máng cỏ. Ủa chứ sau này nó bự chảng vậy? 30 60. Ủa 30 50. Rồi đủ không? Rồi 30, 30 50. Trời ơi. Thanh niên trẻ trâu thích thể hiện. Ta đây mạnh dữ lắm, cái tài chèo cái ta đây than nhất mình quá anh Mẫn ơi. Đúng rồi, phải vô bia rồi. Vô bia cái qua ngày sau ngủ tới 10 giờ mới đi làm. Vậy mới có chuyện trừ lương đồ. Đúng rồi, trừ lương đồ, sợ trẻ thêm. Đúng rồi. Chưa dừng quắt cân nha. Phải sáng vẫn về kiểm quay cái đường gà. 48. Sáng gần tám. 48. Đạt quay được mà. Sáng chưa có thằng Đạt rồi. Có Đạt chưa chưa? Chưa, xong rồi nè cái tao. Vừa ấy tới luôn á. Xong rồi tài kẹt tay tao chiều lấy ly bia sa sao gì đó là hết à. Thấy luôn hả? Ly bia tác dụng hơn đùi gái. Đúng rồi, đúng rồi. Chừng nào mà bền nghe Vũ điện rồi biết rồi.
mà anh Vũ nó hay nhậu lén lắm. Hết rồi, hết rồi, có chừng quắt nha. À. 59 ký 8. Xém quắt hả? Hết chưa, hết chưa? Còn hả? Còn mà, còn mới dách nữa. Này nắp mà. Cho lấy thêm nắp, bộ nắp nữa nha. Nắp này đúng hả? Nắp này bấm rồi nè. 6 bộ nắp. Đó lấy 2 tấm, bộ nắp là cần gì? Hồi 2 tấm đúng không? Còn cái đó là sao? Nó đứng chưa xong nữa. Được, được. Đếm kỹ nha. Đâu đâu ở không, tay vẫn cầm luôn rồi. Thì gieo cho chí bền, chiều nay lên sóng. Tính vỏ thôi nha. Bốn mấy? 44 ký 2 luôn. 44 ký 4. Hai chiếc chạy hai chiếc chiến đầu về thấy mấy gã lồng 2 tính vỏ tính đi 4. Luôn không chở. 3 số 4. Xe nó gã lồng đôi chứ gì. Đúng rồi. Vũ đâu rồi, còn không? Soạn ra đi. Cân luôn. Từ. Vũ mã hồng. Làm như nào làm như nhau chứ thằng thả hồng. Đợi em trời ơi. Dạ coi chừng á. Gì cái iPhone nó giục hả? Giục thì đưa đây. Đưa đây. iPhone này quay video cũng được lắm á. Bao gõ luôn á. 52 48. Rồi cộng sổ. Cân xong giờ cộng sổ anh em. 6 rồi. Còn nhiều hết. 1 tấn 634 ký. Cái diện tấn. Ủa cái này cái gì? 163 ký. 44,4, 59,8. Ủa vậy hả? Ờ. Rồi cộng nhiêu? Có nữa xe 35 mà đâu ra tấn 6. Trời ơi. 558 ký 8 hả? Hả? Gì? Ủa 258 ký 8 chứ. 258,8. 258,8 hả? Xé một chút là đại lý trả tiền mệt nghỉ luôn. Ngàn tấn. Nhiêu đây bằng tấn, nhiêu đây. Là cái nào? Nhiêu đây cộng lên tấn. Ôi ơi, nhức đầu thiệt. 258,8. Rồi. Giờ lên xe, hàng lên xe xong rồi anh em. Bây giờ mình đang tính mình ký sổ cho đại lý chuẩn bị về. Rồi, sổ đại lý đàng hoàng nha. Rồi hàng lên xe xong rồi nha anh em, đây là chuồng thỏ bên mình ha. Rồi giới thiệu sơ cho anh em luôn cũng như mọi bữa thôi, chuồng kẽm nhúng nóng ha anh em, kẽm 3 ly đều ha. Này đại lý lấy về giao lại. Rồi bây giờ mình làm, hiện tại mình giao lấy là năng xui hết, năng xui hoàn toàn hết khuôn mới nha anh em. Rồi đó, kẽm này là 6 tấm đủ nè. Kẽm này cho anh em kẽm coi coi để mình lấy nét lại nè. Đấy, cái sọc sọc này là do cái máy duỗi mình á, nó chạy ra nó bị hằn lên thôi. Chứ thực tế kẽm là nó không có sọc vậy nha anh em nha. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết, nó không có xét không gì hết.
bình thường. Đây mối hè ha. Rồi. Rồi anh em nào có nhu cầu mua lòng kẽm thì liên hệ bên mình nha. À, hoặc là tới xưởng nhà mình để đặt ha, thì anh em cứ search lên Google thỏ miền Nam ha, rồi nó sẽ ra hai cái địa điểm, một chỗ là ở Sài Gòn và một chỗ ở Mỏ Cày Bến Tre nha anh em. Rồi còn không anh em cứ gọi trực tiếp cho mình, số điện thoại mình để bên dưới ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video kế tiếp nha. Rồi xe chở giùm đại lý mình hút hàng xong rồi về nha anh em. Rồi.